slithering. Watch out, watch out, watch out, watch out! Oh, here's the cover! Mẹ thôi đi không? Sao ạ? Có chuyện gì với mẹ? Mày chỉ suốt ngày sờ mẹ đau. Hôm nay chúng mày biết là ngày gì không? Hôm nay là ngày gì ạ? Ngày hôm nay! Đúng là ngày hôm nay rồi! Chắc hôm nay hai thằng biết sinh nhật mình ở đây. Thôi nhá! Ở nhà trông em đi! Mẹ đi mua bánh đây! Cần lao vi tiên thủ, nam cán dĩ đắc thực, vô vi thực đầu đích, thực xít, thế cho nhanh! Ôi! Cái câu đạo lý của ông này là đẳng cấp đấy! Cái ông này nè, ông khuyết danh này cũng đỉnh nha. Ông khuyết danh này lắm câu hay nhỉ? Anh em mình đọc rất lắm câu để, hay. Anh để ý rất là nhiều câu của ông khuyết danh này đỉnh. Dã man! Mà này, ở nhà trông em cho cẩn thận, đừng có đánh nhau đi nhá. Mẹ cứ yên tâm, mẹ cứ để em ở nhà trông con. Cứ giao con cho em. Sao mẹ yếu quá nhỉ? Sao em mình yếu quá nhỉ? Sao mẹ yếu quá nhỉ? Có trò gì chơi không? Anh em chơi trò khác đi. Bây giờ anh em chơi trò này. Cái gì? Anh em với Nhật BMD xong sau đấy em sẽ lộn sang tô cho mọi người xem. Được không? À, được không? Ừ, được. Được, được. Trời ơi luôn. Luôn. Ê, anh em bên này nha. Sao anh Nhật bên cho lên đây nào? Đấy, tỷ lên 3 anh nhá. BB hẳn lên 3 ấy. BB bác hẳn lên 3 ấy. Đấy, như anh này tỷ lên 3 nữa. Ngồi xuống đánh vào. Không nữa. Thôi. Thôi, nín đi. Ôi, ông là cái kính. Thôi, đây, anh cho chơi rắn nha. Nín đi, anh đang cho chơi rắn kìa. Anh mở rắn cho chơi. Đây, chơi rắn này chơi. Ê, nhưng mà mẹ không cho em dùng điện thoại. Mày cứ dùng đi. Mẹ có nhà đâu mà. Đúng rồi, cầm lấy. Chơi đi. Cầm lấy. Chơi đi. Cầm lấy đi. Điện thoại nhá. Mày không thoát đi đâu là con trai. Mẹ là tao mách mẹ. Mày chối được đi đâu hả con ơi. Mày quá. Mày nhìn ngay. Im đi. Bây giờ tao bảo gì là phải làm đấy nữa nha. Đi dọn nhà dọn cửa đấy. Chúng con có món quà tặng mẹ đây. Chúng nó còn có cả quà cho mình rồi đấy. Thế nay chúng mày tặng cho mẹ cái gì đây? Đó chính là bao cao su skin. Chúng con mới đặt từ trên Shopee về đấy. Dòng bao cao su skin làm từ polystyrene có 4 lại, có 2 lượn sóng, truyền thống, nhiều bôi trơn và siêu mỏng. Đặc điểm nổi bật: lành tính, không gây dị ứng với da, phù hợp với mọi đối tượng. Cao su tinh chế, không có mùi cao su, có mùi thơm nhẹ, dễ chịu, truyền nhiệt tốt, giá cả hợp lý. Và các bạn đừng bỏ qua thông tin khuyến mãi hôm ngày 11 tháng 11, bao cao su skin giảm giá lớn nhất năm lên đến 49% và tặng thêm quà trị giá 99k cho đơn hàng 199k nha các bạn. Nếu bạn ngại mua bao cao su ở ngoài hiệu thuốc, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, sợ mua phải giả hàng giả hàng nhái thì hãy mua ngay chính hãng ngay trên Shopee và Lazada, đường link ở ngay bên dưới nha các bạn. Có che tên sản phẩm giao hàng kín đáo cho nên các bạn yên tâm nha. Hơn nữa, bao cao su skin đã hiện tại đã có mặt hơn 80 quốc gia trên thế giới vì hiện tại đang là dòng mỹ phẩm bán chạy. Bây giờ đang là dòng sản phẩm bán chạy online nhất của Mỹ. Sao đây bao cao su? Chúng mày tặng bao cao su mẹ để làm gì đấy? Để mẹ đừng có đẻ thêm bất kỳ một đứa em nào nữa. Bởi vì con mệt lắm. Con mệt bỏ ư. Yeah. 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 Yeah.